Hôm nay giới thiệu mấy anh em con cassette deck của Sony, cũng là một siêu phẩm TC từ K5EDA. Máy về với tình trạng thì mặt trước thì có một vết xước lông mèo đây, còn lại thì đẹp keng, lưng đẹp, má đẹp, hai má đều đẹp luôn, xuất sắc, mặt không chảy, mỗi một cái vết đấy thôi. Đấy, đầu tư thì mới tinh, còn nguyên sơn nhà sản xuất này. Đấy. Anh em nào mà khó tính qua thì thôi, còn lại thì nó không ảnh hưởng gì đến chất âm cả. Thử một bài nhá, lấy cái băng tiếp 2 của Marcel Calibration này. Calibration thì bao giờ lấy bias trước, sau đó lấy jack level sau, và lúc ghi thì chỉnh thì cho cái equalizer lên thì tiếng cho nó bong hơn. Đấy, thế thôi. Đó, ghi ghi thì mức cộng cộng 2 cộng 4 đến đoạn này là được này. Tam này, sượng này. Rất nhiều rồi. Con này nó chỉ kém lỗi 55 SG về vấn đề là đô bias thôi, còn lại thì như nhau, cũng dùng bộ cơ giống nhau. Rồi về mạch âm sắc thì mình chả chả thấy khác gì cả. Nó như vậy, nghe thì cũng ná ná như thế. Nhưng nói chung là 55 nó hơn 33 rất nhiều. Nếu mà ai mà còn có ý định chơi Sony thì theo em phải nên chơi hẳn 5 năm, đỡ lăn tăn, đỡ phải nghĩ ngợi nhiều. Vì con này thì nó vừa
mang tính chất đẹp, bày đẹp, nghe hay, sưu tầm, nói chung là nó đủ cả. Đấy, máy móc thì đẹp kèm đây, đi con này thì có hai đường vào đấy. Máy về tình trạng thì đẹp, nó bị cái vết này thế mới đau chứ. Không thì con này xuất sắc luôn, không bị một cái gì luôn, không bị cấn cá chỗ nào luôn, mỗi tí chấm mút đấy. Đấy, anh em nào thích thì alo rồi, anh yêu em anh ạ.